Chim đâu rồi? Mọi người ơi, mẹ đang bắt cá mà. Đi theo sông đúng không? Ờ đi em không đi mẹ không? Đi mẹ vào sông rồi gặp mà. Ôi ngất mẹ rồi. Trời ơi, đủ. Ba sao rồi. Rồi xong rồi, đã biết ra đâu luôn. Quay lại bờ sông cứu cháu. Ủa? Ủa? Để lên, nóng tay. À. Đi. Cầm cầm đúng đời tay xịt mẹ rồi. Ừ chờ xíu ơi. Nếu có đồ. Đây. Sao mưa mẹ rồi kìa. Mưa rồi. Đủ mẹ mưa nữa. Đủ má bắt làm cháy cho đã xong mưa. The fuck bro. Từ từ. Làm mày chặt đi. Làm lại chặt. Nè. Em mình. Mày đang đi hát điện hay đang đi cắm trại vậy? Mẹ thằng thì ngủ, đứa thì ăn đi chạy. Sao hình thụ như mắt. Hình thụ cặt gì hớp ba ba ngụm nước bẩn. Để đang có đành trải nghiệm được mà. Mẹ sau cái năm trải nghiệm là chính. Phú này để nấu à? Ăn trong chưa nãy giờ tao thấy mọi người ăn hơi bị nhiều rồi đó nha. Đủ ăn liên tục mới coi thử coi đủ chưa. Đủ thì đi má. Thì cái thanh dầu cộng nó chưa đầy rồi, cứ đứng đợi. Mẹ ơi. Em múc nước thôi mà, biết à, gì đâu. Đù mẹ sao cái bình vừa mới thả cặn. Má nào có. Đây vừa thả quả chứ kia chín mà. Nghe thấy thấy lăn tay lăn mắt. Mẹ ăn tham cho cố vô okay. Mẹ lúc đi đâu nấu đi đâu.